Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bao sai cây kiện trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống của Thơ Hậu Giang ạ. Dạ em Mai Phương, cameraman kênh Cuộc Sống của Thơ Hậu Giang, chúc cô chú anh chị mình một ngày làm việc thật là vui ạ. Dạ hôm nay thì em tiếp tục chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn bãi kiện của anh Tám ở gần dưới sân vận động thành phố Cần Thơ cô chú anh chị nha. Giao lưu hôm nay là anh xã một số cây hoa hồng thanh tú đó cô chú, một số cây cúc hoa hồng thanh tú, cây để bàn. Cô chú anh chị mình đừng ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Tám giúp em ha. Dạ rồi em vô clip luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ em xin chào anh Tám ơi. Rồi chào cô chú anh chị anh nữa ha. Hôm nay em về một cái lô này, em xả một cái lô 300 ngàn yên cô chú anh chị ha. Dạ. Bữa trước hồi hôm qua clip trước em cũng xả lô lớn tiền à. Nay còn clip này em xả lô này 300 ngàn một cây. Dạ, hoa hồng anh Tú ha. Cây cái già bo rồi. Cái này mình xả luôn đó. Nút nụ là có nút nụ luôn ha. Ừ. Đó, này là Tết là chơi ok luôn. Cái này 300 ngàn để em xả đi, em để mấy lô mới về ha. Đó nút đó nè. Cái này cô chú anh chị mình có nhu cầu bán Tết mua nguyên lô này về Tết ra chợ rồi bông là ngon lành luôn đó cô chú. 300 ngàn à, nguyên lô à. Đó. Rồi, em xin thông số ha. Hoành ở này là 14 ha. Dạ. Cái đầu luôn. Cao là 65. Dạ rồi. Ngang là 57. Rồi mã 70. 77 em giao lưu giá cũng 300 ngàn ha. Dạ rồi, đó. 300 ngàn. Lô này đồng giá là 300 ngàn ha. Dạ. Ừ. Rồi ở chậu dưới ấy là cũng đủ vốn rồi. Dạ. Quá rẻ. 300 ngàn mã số 77 cô chú anh chị ha. Cúc hoa hồng thanh tú. 78. Đây này, ví dụ cô chú anh chị nào mua cây mai, cái mai nó trồng cũng mấy năm rồi. Đó, rồi về nó cắt nó ghép nó o lại ha, nó ghép rồi lên ha, bán có 300 ngàn ha. Quá rẻ luôn à, nút nụ à. Chơi Tết nha cô chú, có nút nụ một lát lá luôn nha. Nguyên cái lô này bán Tết nè, ai có gì định là bán Tết nè, lô này. Cái này thì mình ghép được 3 bo, đế có đế luôn à. Dạ rồi, em xin thông số nha. Hoành là 13. Dạ 13 hoành. Chiều cao là 55. Ngang là 56. Rồi cây 78. 300 ngàn. Mã số 79. 79. Ừ, 79. À, cô chú anh chị mình xem thuốc nụ giúp em. Cái này ghép cũng già mùa ha, hai mùa đó này nữa, hai mùa đó. Dạ. Ừ, có 300 ngàn là quá rẻ luôn. Cái đó này tới 5 bo lận nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị rồi ghép cây mai đi. Đó. 3 mùa, 2 mùa bán có 300 ngàn một cây luôn. Dạ, đế nở luôn à. Không có đâu mà rẻ bằng ở đây ha. 8 chạng ở đây là quá quá rẻ luôn rồi đó. 16 hoành. Dạ, bao được 16. Bao hàng luôn. Cao là 67. Ngang là 58. Đó, cây 79. 300 ngàn. Dạ, bao xếp bao chậu luôn ha. Cúc hoa hồng thanh tú. Bao rẻ luôn. Dạ rồi. Bao sống luôn. Bao cây sức sống luôn. Mạnh hết. Nó tốt chứ có rẻ nhưng mà giá rẻ không. Ừ. 80. Đó. 80. Có một cái bông về cô chú anh chị mình sẽ thấy được hai một bông. Bông rẻ nó nằm ra. Hai bo luôn à. Dạ rồi. Hoành 11. Dạ 11 hoành. Cao là 49. Ngang là 53. 80, 300 ngàn luôn. Dạ rồi. Ừ. Hoa hồng thanh tú 80. Ở 300 ngàn ha. Ừ. 81. Nó dán bài. Cô chú anh chị nghĩ đi. Cũng là trồng một cây mai cũng hoa hồng không mà, nay hoa hồng không. Dạ. Đó. Trồng một cây mai mà bán ghép rồi vô sữa chỉnh chỉa rồi vô chậu bán có 300 ngàn quá rẻ luôn ha. Dạ rồi. Ừ. Hoành 12. Dạ 12 hoành. Cao là 44. Dài anh bay là 59. Rồi mã 81 300 ngàn luôn ha. Dạ rồi đồng giá luôn ha. 82 màu cây để bàn luôn cô chú anh chị. Cúc hoa hồng thì mặt bông rất là dễ thương luôn quý cô chú anh chị nha. Này nút nụ rồi dữ lắm ha. Hoành 13. Dạ đế nở luôn hả. Chiều cao 52 chưa.
ngang là 44. Rồi 82 giao lưu 300 ngàn luôn ha. Dạ 82 300 ngàn. 83. Lùng liền vàng tròn luôn cô chú anh chị. 83. Rồi 83, cái này về là cô chú chị mình sẽ thấy được một bông luôn nha. Nó nút dữ lắm luôn. Lô này nút quá trời luôn. Dạ ghép được 3 bông, đế có đế luôn ạ. Quanh 13. Dạ. Cao là 49. Ngang là 63. Nó đế bài luôn nè. Thấy không? Cái này đế bài luôn đó. 300 ngàn luôn ha. Dạ. Mã số 83. 84. Cái nào cũng có đế hết trơn. Dạ. Quanh 15. Cao 61. Ngang 68. Rồi 84, 300 ngàn luôn ha. Đó, dạ. Cái này có đế nè. Cái này có đế hết. Rồi, 300 ngàn, 84. 85. 300 ngàn luôn. Có đế luôn. Dạ. Đây. Rồi. Cúc qua hồng thanh tú nha cô chú đi. Một giống một mà. Qua hồng thanh tú. Quanh 14. Dạ. Ghép được 2 bộ. Cao 59. Ngang 54. 300 ngàn luôn ha. 85. Dạ, rồi. 86. 86. Cây này nở đế nha cô chú anh chị. Đế nở. Dạ ghép được 3 bo luôn. Quanh 11. Cái củ đế của nó là 18. Cao 65. Ngang 47. Rồi 86, 300 ngàn luôn ha. Dạ. 87. Rồi mã số 87. Cây này đều tàn tròn cô chú, chỉ có một số bút trong bị nở bông luôn rồi với cô chú ha. Dạ, mình ghép cây này thì được 4 bo. Quanh 13. Dạ. Chiều cao 59. Ngang 62. 300 ngàn mã 87 ha. 80 19 9. 88 à 88 à 88. Rồi nhỏ gọn rồi, hàng này mình để bàn uống nước trà là chơi Tết rồi ngắm. Quá rẻ luôn, 300 ngàn khi sức sống này tràn trề luôn. Dạ rồi. Quanh 14. Dạ. Cao 55. Ngang 51. 300 ngàn mã 88 luôn ha. Dạ rồi. 89. Dạ, ngay này nhỏ gọn dễ chơi thôi chú chị. Ngồi ở nhà, em mai tới nhà trả 300 ngàn. Được cái mai luôn. Đó. Quanh 10. Cao 62. Ngang 49. Rồi 89, 300 ngàn luôn ha. Dạ. Mã số 9. Cô chú anh chị bắt điện thoại lên alo là ngồi ở nhà là được cây mai 300 ngàn nguyên chậu luôn ha. Họ đi bứng cây mai rồi đi, nếu ai cô chú anh chị nào có bà con ở dưới quê cho cây mai cũng phải đi bứng này nọ đồ mất công ha. Rồi nè, đó. Ngồi ở nhà thôi. Được cây mai luôn mà đặc biệt cái được hoa hồng anh tú luôn ha. Hoành 12. Dạ. Cao 47. Ngang 52. 300 ngàn mã 90 luôn ha. Dạ rồi. 91. 91. Hoa hồng thanh tú cái này ấm tàn luôn rồi quý cô chú anh chị. Cái này mình ghép được 2 bo. Quanh 15. Cao 69. Ngang 51. Rồi mã 91 giá 300 ngàn luôn ha. Dạ 91 300. 92. Cây nào cũng vô dây chỉnh sửa tàn ấm hết rồi mấy cô chú chị ha. Cây này thì mình ghép được 4 bông. Dạ.
vành 13, chiều cao 63, ngang 56, 300.000, 92 luôn ha. Dạ, 92. 93. Đó, cái này dán 233 ha. Dạ, dán 233 nha cô chú anh chị. Nút nụ là có hết rồi cô chú. Cái nào cũng nút nụ nhóc luôn ha. Cái này ghép tới 4 đôi luôn. Vành 13, cao 36, chị dạc anh bay nó 67, ngang 45, 300.000, dạ, 293 ha, úp 94, đó 4 đôi nha cô chú anh chị. Vành 13, dạ, 13 cao 57, ngang 62, rồi mã 94, 300.000 ha. Dạ rồi, đồng giá 300. Có 300.000 à, có cây mai à, ha. Mã số 94. Qua Hồng Minh Tú. Ừ. 94, 95. Cái nào cũng 95, cái này là quái đẹp ha. Nút nụ chơi Tết hết rồi. Cái này nó bị gượt. 95. Lỡ. Dạ, rồi. Cây này mẹ bồng con ha. Cái này đẹp quá trời luôn. Cái này bị gỡ. Hoành 18 ha. Dạ 18 hoành. Đó là hai mẹ con luôn đó. Có 12 hoành ha. Mẹ không 12 hoành. Cao là 51, ngang là 43, 300.000 ha. 95. Cúc qua Hồng Thanh Tú nha cô chú anh chị. Mã số 96. 96. Cái này cũng đều tàn. Qua Hồng Minh Tú nút nụ quá trời ha. Cho Tết ok ha. Rồi cái này mình ghép được 4 đôi luôn ạ. Đế nở nha quý cô chú anh chị. Hoành 12, đế nở 17, cao 56, ngang 54, 300.000 mã 96 ha. Dạ rồi, đồng giá luôn cô chú anh chị nha. 300.000 từ cây mai ha. Đó, cây này có nút 97 hả, cây này có mặt qua ha. Đây này bông gió ha. Dạ. Mua gì cũng được ha, hai ba bông sẵn nở nè. Không ảnh hưởng gì hết ha, mấy này bông gió thôi. Cây nó sung quá nó nở trước vài bông không nhầm gì nữa ha. Cái này thì ghép được 4 bông nha cô chú anh chị. 97. Hoành 14. Dạ. Cao 61. Ngang 55. Rồi 97, 300.000 luôn ha. Dạ rồi. Mã số 98 nha cô chú anh chị. 98. Rồi cái form lục liền tàn đều luôn ha. Rồi cái này mình ghép cũng khá là nhiều bo luôn hả. Dạ anh xin thông số luôn nha. Hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 52, ngang là 47. Rồi 98, 300.000 luôn ha. Dạ rồi. Mã số 99. 99. Chậm đủ rồi. Chậm thôi. Rồi chậm cãi đi. 99. 99. Số đẹp luôn cô chú anh chị. Cúc qua Hồng Thanh Tân. Cái giọng cười của chú thấy cưng. Ừ. Hai pho luôn cô chú anh chị. Có mày chơi người ta. Hoành 12. Kiếm thêm 2-3 cây đi. Cao là 75 ha. Dạ. Ngang là 50. Rồi 99 giao lưu 300.000 luôn ha. Dạ rồi 300 luôn quý cô chú anh chị nha. 100. 100 đó. Dán bay luôn. Nãy có 1 cây dán bay, giờ 1 cây nữa ha. Cô chú anh chị mà chốt 2 cây rồi dán bay hai bên nhà ha. Dạ, cái này ba bo luôn với cô chú anh chị nha. Ừ. Nên ai bị ăn hành tới đâu. 13. Bắt mấy dịch thả bả không chịu. Cao là 42. Đâu mua gì. Vậy 63 ăn hành. Ngang là 47. 300.000 mã 100 ha. Dạ, dạ rồi.
101 mà lên đó. Trăm... Rồi 101. Ừ. À, cây này đùng liền cô chú, có mặt bông đây cuối cùng ha, mặt bông ha, có ha. Ừ. Dạ cô chú chị mình sẽ thấy được mặt bông ha cô chú, nút nụ thì ok luôn ạ. À. Cây này hai bo lớn. Ngang rồi. Hoành 13. Dạ 13 hoành. Cao 45. Ngang 55. Rồi mã 101 300 ngàn luôn ha. Dạ rồi. Rồi mã 101 là mã cuối clip ha. Em rất cảm ơn cô chú anh chị qua ủng hộ em ha. Mong cô chú tiếp tục ủng hộ em ha. Rồi à, chào tạm biệt. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo ạ. À.